kiếp trước của bạn là ai, sứ mệnh của bạn là gì và còn điều gì các bạn cần phải hoàn thành ở trong kiếp này. Hãy cùng xem video này để tìm ra lời giải nhé. Chào mọi người, chào mừng quay trở lại với thế giới tarot của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn tự trải bài để xem kiếp trước của mình như thế nào. Thời gian gần đây thì mình có nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái video về trải nghiệm đi tìm kiếp trước của mình, cũng như là video về việc thôi miên. Thì mình xin trả lời là mình không phải là một người biết thôi miên đâu. Mình cũng không có khả năng gì về thôi miên cả, mà mình chỉ tình cờ tìm được cái video thôi miên đấy ở trên mạng và sau đó thì thử trải nghiệm thôi miên và nằm mơ tìm ra được kiếp trước của bản thân mình thôi. Sau đó thì mình nghĩ là chủ đề kiếp trước này là một chủ đề rất thú vị, thế nên là mình đã quyết định làm một cái video chọn một tụ bài để cho các cậu chọn thử và để xem kiếp trước của bản thân mình ra sao. Tuy nhiên vì là một cái video tụ bài chung ấy, thế nên là nó sẽ không thể nào đúng với tất cả mọi người được ấy, mà mỗi người nó có thể sẽ có một cái sự lay động, sự dao động một chút. Chính vì vậy hôm nay mình quyết định là sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn tự mình trải bài xem là kiếp trước của mình như thế nào. Trong video này thì nội dung của chúng ta được chia làm hai phần. Ở phần 1 thì mình sẽ giới thiệu về cái trải bài mà mình đã tạo ra để xem về kiếp trước, những cái câu hỏi, những cái vị trí cũng như là tại sao lại có những cái câu hỏi như vậy. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ thử giải một trải bài mẫu với một nhân vật tưởng tượng đi để xem là giải cái trải bài này nó sẽ như thế nào. Thế thì hãy cùng bắt đầu với phần đầu tiên nhé. Với phần đầu tiên ý, thì thật ra là mình sử dụng lại cái trải bài mình sử dụng trong cái video về chọn một tụ bài. Mình đã viết lại ra các cái câu hỏi ở đây. Thì mình đã chuẩn bị ra được 8 câu hỏi tất cả. Câu hỏi thứ nhất thì đương nhiên là sẽ miêu tả là bạn ấy là người như thế nào. Với câu hỏi này ý, thì khi mà nhìn vào một lá bài, các bạn nên cố gắng để khai thác cụ thể, chi tiết nhất tất cả mọi cái chi tiết ở bên trong cái lá bài đấy. Ví dụ như là cái người này là nhân vật nam hay nữ này, người đang sinh sống ở trong khoảng thời gian bao nhiêu, người làm công việc kiểu như thế nào, cái tính cách của người này có thể ra làm sao. Có một vài lá sẽ rất là rõ ở cho các cậu nhìn thấy. Ví dụ như là nếu mà ra lá 7 kiếm chẳng hạn, thì về lá bài đấy ấy, chúng ta có thể tưởng tượng đây là một anh hề ở thời Trung Cổ. Cái người này thì sống không có được thật thà lắm, không có được tử tế lắm, mà thường hành những cái nghề gọi là kiểu ăn trộm ăn cắp hoặc là kiểu lừa lọc, lừa đảo mọi người ấy. Tuy nhiên thì sẽ có một vài lá bài nó không được rõ như thế. Ví dụ như với lá 8 gậy, nó chỉ có hình ảnh 8 cái gậy. Thì đây có thể là một người như nào? Làm sao mà biết được đúng không? 8 gậy vù phát, làm sao mà biết cả người được đúng không? Thì với những cái tình huống như thế thì mình khuyên nếu các bạn cảm thấy là không cảm nhận được thì có thể rút ra thêm một vài lá bài nữa. Tuy nhiên thì hãy cố gắng để khai thác triệt để cái lá bài mình rút ra được. Trong trường hợp với lá 8 gậy thì chúng ta có thể thấy đây là một lá mà nó nhiều tính lửa và nó nói về một cái rất là nhanh, rất là mạnh. Thì mình nghĩ là đây sẽ là một nhân vật là nam nhiều hơn là nữ, và cái nhân vật này thì có phần vội vã và hấp tấp. Tiếp đó nữa ấy, ở câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ hỏi xem là cái công việc của bạn này như thế nào. Tất nhiên là kiếp trước thì nó sẽ bao gồm cả là tuổi thơ, rồi lớn lên, rồi già đi. Thế nhưng mà cái phần chính nhất trong cuộc đời các bạn ấy, thường nó sẽ liên quan đến công việc. Và người đời trước thì mình nghĩ là không có thay đổi công việc nhiều như bây giờ ấy. Đấy, thế nên là có thể là họ sẽ làm một công việc trong một khoảng thời gian lâu dài. Thì cái công việc nó có thể nói lên rất là nhiều về cái tính cách, cái con người cũng như là cái việc mình tiếp nối ngày bây giờ ấy. Mình có đọc một cái tài liệu về thôi miên, rồi về tìm kiếp các thứ ấy. Nếu các bạn có hứng thú về hai cái chủ đề này thì các bạn nên tìm tác giả Brian L. West. Đây là một tác giả mà là một nhà tâm lý học. Ông ấy có khả năng thôi miên và ông ấy đã sử dụng cái biện pháp mà Timeline Healing ấy, chữa lành dòng thời gian, mình có nói đến trong những cái vlog về thôi miên trước đây. Tác giả này có nói, có từng viết, mình có từng đọc được, đấy là những cái công việc ở trong kiếp trước ấy, bằng một cách nào đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, cái tư duy và cái công việc của các bạn ở trong kiếp này. Ví dụ như các bạn đã xem cái video về mình đi tìm kiếp trước rồi, thế thì thấy là ở kiếp trước thì mình là giáo viên, xong rồi mình là phù thủy ấy. Thì ở kiếp này như kiểu mình vẫn tiếp tục cái công việc đấy ấy,
phù thủy thì vẫn xem tarot này, giáo viên thì vẫn đang dạy học tarot này đó, thì nó sẽ là một cái sự tiếp nối và nó cũng có thể sẽ giúp đỡ các cậu nếu như mà các cậu đang cảm thấy là bị bối rối trong cái lựa chọn về công việc hay là cái định hướng cho tương lai. Câu hỏi thứ ba sẽ là về cái môi trường xung quanh và các cái mối quan hệ. Chúng ta là những gì mà môi trường tạo nên. Cái môi trường xung quanh, cái gia đình, cái mối quan hệ, cái bạn bè là cái mà tác động đến con người rất là nhiều. Có một cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng tính cách của con người thì được hình thành trong giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi. Đây là giai đoạn mà tiếp xúc với gia đình nhiều nhất. Chính vì vậy mà gia đình sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Tiếp đó thì tính cách của chúng ta cũng là một sự tổng hòa của 5 người bạn hoặc là 5 người thân thiết nhất với chúng ta ở trong cuộc sống. Chính vì vậy mà những người bạn cũng ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống của chúng ta một phần nào đó. Khi mà các cậu xác định được cái môi trường, cái các mối quan hệ của mình, thì cái việc nhận định ra con người của mình cũng như là cái sứ mệnh của mình nó sẽ dễ hơn. Đồng thời với đó ý, thì cũng có một bạn khách xem tarot của mình từng hỏi là bạn ấy muốn biết là cái mối nhân duyên của bạn ý với một người nào đấy trong cuộc sống hiện tại đang như thế nào. Thì khi mà xem về các cái mối quan hệ, nếu các cậu muốn đào sâu hơn về vấn đề đấy thì cũng có thể hỏi là cái mối nhân duyên của mình với cái người kia như thế nào. Với câu hỏi thứ tư thì mình sẽ hỏi về cái thử thách lớn nhất mà cậu gặp phải ở kiếp trước. Có khả năng ấy là cậu vẫn chưa vượt qua cái thử thách đấy. Chính vì thế mà nó sẽ là những cái gây ra khó khăn, gây ra những cái thử thách, gây ra những cái điều tiêu cực cho cậu ở kiếp này. Ở trong cái vlog về kiếp trước của mình ấy, thì các bạn sẽ biết là kiếp trước của mình thì mình gặp khó khăn với việc là bị hiểu lầm này, bị thậm chí là chết vì cái sự hiểu lầm đấy luôn ấy. Đấy, thì cái kiếp này ấy, cái sự hiểu lầm đấy nó vẫn tiếp tục, nó vẫn đi theo mình và nó vẫn là một cái mà khiến mình trăn trở kiểu gần như là cả cuộc đời ấy, và là cái mà hình thành nên tính cách con người của mình. Thì nếu mà cậu biết được cái thử thách lớn nhất ở kiếp trước ấy, các cậu sẽ hiểu là à, tại sao cái việc này lại xảy ra với mình, tại sao cái việc kia xảy ra với mình, à, hóa ra nó không phải là lỗi của mình đâu, mà thật ra là nó là một cái thử thách đã kéo dài từ nhiều kiếp rồi, và đây sẽ là cái lúc mà mình có thể vượt qua được nó. Với câu hỏi này thì mình nghĩ là nó sẽ giúp cậu để trở nên mạnh mẽ hơn và chữa lành những cái vết thương ở trong tâm trí của cậu. Câu hỏi thứ năm là câu hỏi về việc là bạn đã chết như thế nào. Tại sao mình lại thêm câu hỏi này vào? Lý do là bởi vì ấy, trong sách của ông Brian L. West thì ông ấy có nói về việc là chúng ta bị ám ảnh bởi cái cách mà chúng ta chết ở kiếp trước. Ông ấy có viết một đoạn mà mình không nhớ rõ lắm về một người phụ nữ ngày xưa chết vì bị đuối nước. Kiếp trước của bà ấy chết vì bị đuối nước. Thế là kiếp này mặc dù không có vấn đề gì xảy ra cả, nhưng mà bà ấy rất là sợ nước, rất là ám ảnh những thứ liên quan đến nước. Thì cái này cũng là một cái giúp các cậu định hình được là cái vấn đề mà mình đang gặp phải, cái nỗi sợ mình đang gặp phải liệu nó đến từ đâu và tại sao lại có cái nỗi sợ đấy. Đó. Câu hỏi thứ 6 sẽ là bài học mà cậu cần phải học được. Thì một kiếp người nó rất là dài, nó khiến chúng ta phải trải qua nhiều năm, 60 năm, 50 năm, 40 năm gì đấy. Thì trong cả kiếp người đấy ấy, có vẻ như chúng ta chỉ cần học được một bài học thôi đã là một điều rất là quý giá rồi. Và cái bài học mà chúng ta đã học được ấy là để giúp cho cái kiếp này của chúng ta trở nên tốt hơn. Trong một tài liệu về kiếp trước có nói rằng mỗi một người trước khi được sinh ra ấy, họ sẽ được chọn là họ muốn sống cái kiếp tiếp theo của mình như thế nào. Thì khi mà được chọn ấy, thì có vẻ như chẳng có ai muốn sống một cái cuộc sống mà đau khổ dằn vặt cả, đúng không? Tuy nhiên nó là những trải nghiệm. Mỗi một sinh linh, mỗi một linh hồn, mỗi một nguồn năng lượng cho chúng ta cần phải có đầy đủ những cái trải nghiệm. Nếu ở kiếp trước cậu đã chọn là một cô công chúa xinh đẹp, thì kiếp này cái trải nghiệm tiếp theo của cậu nó phải là một cái người nghèo, một cái người bình dân. Nó cần phải được đầy đủ những cái trải nghiệm đấy, và những cái bài học nó cần phải được nối tiếp nhau và nó cần phải được hoàn thiện. Thì khi cậu biết cái bài học mà cậu cần phải học ở kiếp trước ấy, thì cậu cũng sẽ biết được là cái mà cậu cần phải học ở kiếp này là gì và làm thế nào để cậu học được nó một cách trọn vẹn nhất và ứng dụng được nó vào trong cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất. Thứ bảy sẽ là câu hỏi về sứ mệnh của cậu ở kiếp này. Kiếp này cậu cần phải hoàn thành điều gì? Cậu cần phải làm điều gì? Cái con người của cậu ở kiếp trước đang nhắn nhủ với cậu điều gì? Và cậu sẽ cần phải đạt được những cái điều gì trong cuộc sống đây? Với câu hỏi này thì mình hy vọng là sẽ giúp các cậu tìm ra được một cái định hướng cho tương lai của bản thân, hoặc là giúp các cậu, những người đang lạc lối, những người đang không có mục đích trong cuộc sống, biết được là mình cần phải làm gì cho cuộc sống này. Và lá bài cuối cùng sẽ là một lời khuyên từ vũ trụ. Với lá này thì mình thường hay sử dụng bộ vũ trụ chống lưng bạn để hỏi vũ trụ cho cậu một lời khuyên. Vũ trụ ấy chính là thứ mà khiến cho mọi thứ
thay đổi quay vòng và chính là thứ mà giúp cuộc sống của cậu đi theo cái hướng mà nó cần phải đi. Nếu cậu có niềm tin vào vũ trụ thì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó sẽ suôn sẻ, nó sẽ tốt đẹp thôi. Thế nên khi cậu nghe được một lời khuyên của vũ trụ thì mình tin là cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sẽ cảm thấy an lành hơn rất là nhiều. Thì đó chính là những câu hỏi mà mình đặt ra trong cái xem trải bài về kiếp trước. Tiếp theo, bây giờ ở phần 2 thì chúng ta sẽ thử vào một trải bài thử nghiệm nhé. Ở trải bài thử nghiệm này thì mình sẽ sử dụng bộ Radian Rider Waite của mình, bạn Minh. Thì mình đã rút ra ở đây là 8 lá bài rồi này. Về lá bài đầu tiên, bạn là người như thế nào? Thì chúng ta ra được lá 2 cốc. Lá 2 cốc thì thường miêu tả về một cái tình yêu, một cái sự trọn vẹn. Thì có vẻ như là cái bạn trong cái trường hợp giả tưởng này, ngày trước thì bạn ý là một người mà có tràn ngập tình yêu thương. Mình cũng cảm giác 2 cốc thì nó sẽ thiên về cái tính nữ nhiều hơn, bởi vì nước mà, cảm xúc mà. Thế nên là nhiều khả năng là bạn ý sẽ là một người nữ. Mình nghĩ là, và nước ấy, khi nhắc đến nước chúng ta sẽ thường nghĩ đến cái quốc gia đầu tiên tạo ra nước chính là các cái nước phương Tây. Chính vậy mà có khả năng là bạn ý đến từ các cái nước phương Tây nhiều hơn. Và bạn ý chắc là sẽ sống vào khoảng thế kỷ thứ 12, 13 gì đấy, mình có cảm nhận như vậy. Và cái bạn này là một người sống rất tình cảm, và bạn ý là một người cho đi tình cảm của bạn ý rất là nhiều. Và có vẻ như là bạn ý mất khi mà vẫn chỉ còn tương đối là trẻ trẻ thôi thì phải. Lá bài thứ hai, công việc chính của bạn là gì? Về lá bài thứ hai thì chúng ta được lá là 8 kiếm. Có vẻ như công việc chính của bạn ấy sẽ liên quan đến rất nhiều người. Thì mình nghĩ là bạn ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, và bạn ấy làm một cái công việc chính là như kiểu là một người kỹ nữ ấy, hoặc là một người kiểu phục vụ các thứ ấy đấy. Có vẻ như là bạn ấy cũng không thích cái công việc này lắm, và công việc này làm cho bạn ấy cảm thấy cuộc sống bị mù mịt, cảm thấy bị trói buộc ấy, bị ràng buộc ấy. Có cảm giác như là bạn này chỉ ở một cái tầng lớp nó vừa phải thôi, không phải là kiểu người giàu đâu, một tầng lớp nó vừa phải, và bạn ấy đã gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống của mình rồi. Thế thì cái môi trường xung quanh của bạn như thế nào? Môi trường xung quanh của bạn ấy bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông. Đây, King of Pentacles. Thì với lá vua tiền ấy, chúng ta thể nhìn thấy một người đàn ông mà ông ta chỉ chú trọng đến cái vấn đề về tài chính thôi, mà không chú trọng gì đến với những cái vấn đề khác trong cuộc sống như là tình cảm. Thì mình nghĩ thì bạn này lại bị ảnh hưởng bởi người cha của mình. Người cha của bạn ấy là một người mà chỉ tính toán đến cái thu nhận, đến cái lợi nhuận thôi, cái thu nhập thôi. Thì có vẻ như là bạn ấy sinh ra trong một cái gia đình cũng gọi là thương gia đi. Thế nhưng mà cái ông này ấy, thì ông ấy muốn lợi dụng bạn ấy để có thể là kiếm ra được nhiều tiền nhất có thể. Thử thách lớn nhất của kiếp trước của bạn ấy chính là lá 9 gậy. Vậy là chính gậy chúng ta thấy có một người gặp phải nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Họ rất là dũng cảm để chiến đấu chống lại những cái khó khăn đấy. Tuy nhiên thì nó vẫn dồn dập đến và nó khiến cho người ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì mình nghĩ bạn ấy đã nhiều lần cố gắng chống lại người cha của mình. Bạn đã nhiều lần muốn thoát khỏi cái cuộc sống này. Đây là cuộc sống mà bị trói buộc ở trong lá 8 kiếm này. Tuy nhiên thì bao nhiêu lần trốn thoát là bấy nhiêu lần không được, đúng không? 8 kiếm này, 8 lần trốn thoát, đến lần thứ 9 thì rất là thận trọng. Bạn đã chết như thế nào? Ace of Cups. Thì mình nghĩ bạn đã chết khi bạn ấy tìm được một cái tình yêu mới. Có vẻ như là, tại vì nhá, ở đây mình có lá 2 cốc đúng không? Xong đây mình sẽ ra lá át cốc nữa. Chứng tỏ là ấy, bạn ý gặp được cái chân mệnh thiên tử, bạn gặp được cái người phù hợp của bạn ý. Tuy nhiên thì gia đình của bạn ý không ủng hộ, nhất là người bố của bạn ý không ủng hộ. Và bạn ý và cái bạn người tình này đã chạy trốn đi cùng nhau. Và cuối cùng thì trên cái con đường chạy trốn đấy thì đã bị bắt và bị giết. Thế thì bài học mà bạn cần phải học là gì? Bài học của bạn cần phải học chính là Nine of Cups. Nine of Cups ấy, khi mà xem cho một người phụ nữ ấy, thì Nine of Cups thường đại diện cho một cái đối tượng tình cảm sắp sửa đến với họ. Người là một người rất là nhạy cảm và có thể giúp đỡ họ cải thiện cái vấn đề về cảm xúc của bản thân. Chúng ta có thể thấy là trong cái trải bài này của chúng ta xuất hiện nhiều lá cấp hơn, chứng tỏ là cái bạn này từ kiếp trước hay là đến kiếp này, bạn ý cũng đều là một người sống rất là tình cảm. Và cái bài học mà bạn ấy cần phải học ấy, đấy là ở việc có niềm tin sẽ luôn có người đến giúp đỡ bạn ý. Có vẻ như là cái công việc trước đây của bạn ý ấy, là nó liên quan nhiều đến đàn ông, và bạn ấy cũng gặp rắc rối với đàn ông nữa, nên là bạn ấy không tin là có một ai để có thể yêu thương hay chăm sóc bạn ấy được cả. Bạn ấy trở nên rất là vô cảm. Và cái kiếp này ấy, thì bạn cần phải học cách nào để mở lòng ra, để gọi là cảm thấy thoải mái hơn và có thể yêu thương, có thể tin tưởng vào người khác. Thế sứ mệnh của bạn là gì? Sứ mệnh của bạn ý là hãy sống cho chính mình. Hãy đi tìm mặt trời của chính mình, tìm một cái mục đích, một cái mục tiêu của chính mình, và hãy sống tốt cái cuộc đời dành cho chính mình đấy. Thay vì là cố gắng sống vì bố mẹ hay là cố gắng sống vì những cái đặt áp lực trong cuộc sống hiện tại. Bạn ý hiện tại ý, nhân vật giả tưởng này là người có vấn đề về đàn ông,
và là một người có vấn đề về gia đình và có vấn đề về định hướng. Đó, khi mà cậu xem được cái trải bài về kiếp trước này, cậu sẽ nhìn thấy những cái vấn đề mà họ gặp được ở kiếp trước. Và những vấn đề đấy ấy, 90% là nó sẽ tiếp tục đi theo ở cái kiếp này. Thì cậu sẽ hiểu được là à, tại sao lại có cái vấn đề này, rồi tại sao người ta bây giờ lại cư xử như thế này, lại gặp phải vấn đề như thế kia. Thì nó sẽ tạo ra được một cái quá trình xuyên suốt, và cậu sẽ nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn về con người này. Cuối cùng là một lời nhắn của vũ trụ. Mình không mang bộ vũ trụ chống lưng bạn theo, nên là mình sẽ rút một lá từ bộ Rider Waite. Thì cái lá này ấy, nó thực sự rất là bổ trợ cho cái trải bài này. Đó là Queen of Swords, nữ hoàng kiếm. Thì nữ hoàng kiếm ý, miêu tả một người phụ nữ lớn tuổi, đã trải qua rất nhiều những cái khó khăn, những cái đau đớn, những cái thử thách về tình cảm rồi. Và bây giờ thì bà ấy trở thành một người mạnh mẽ hơn, lý trí hơn. Bà ấy biết cần phải rời xa mọi thứ lúc nào và cần phải chiến đấu với mọi thứ ở cái thời điểm nào. Thì mình nghĩ nó khá là hợp với cái hoàn cảnh của bạn này. Bạn ấy đã trải qua quá nhiều khó khăn, quá nhiều đau đớn rồi. Và bây giờ bạn ấy cần phải mạnh mẽ lên, bạn ấy cần phải chữa lành những cái vết thương, những cái vết đau của mình. Và cuối cùng thì bạn ấy sẽ tìm được một cái tương lai, một cái điều gì đấy phù hợp thôi. Đó, thì khi cậu xem được một cái trải bài về kiếp trước ấy, thì cậu sẽ biết sâu hơn về cái người đấy. Và cậu sẽ biết được cái vấn đề và sẽ biết được cái cách để giải quyết cái vấn đề cho cái người này. Hy vọng là với cái video này thì mình đã hướng dẫn các cậu cách để tự xem trải bài về kiếp trước cho bản thân mình. Đồng thời nếu các cậu không phải là một tarot reader thì các cậu cũng có thể đặt lịch xem của những cái bạn tarot reader ấy, và bảo các bạn ấy xem cho các cậu về kiếp trước để xem cái sứ mệnh của các cậu là gì và cái vấn đề các cậu đang gặp ở thời điểm hiện tại là gì ấy. Nó giúp các cậu có một cái nhìn sâu hơn về bản thân mình. Hy vọng là video này đã có ích cho các cậu. Đừng quên quay trở lại vào thứ tư và chủ nhật. Like, share và subscribe vào kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.